Mến chào quý khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Trải qua những lùm xùm không đáng có kể từ khi Vân Quang Long qua đời, vợ cũ và vợ hai của anh muốn các con được sống trong bình yên. Tai tiếng của gia đình ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của các bé. Mới đây, vợ cũ Vân Quang Long, Ái Vân đã dẫn hai con đi biển mừng sinh nhật 9 tuổi bé Trắc Hy. Đây là lần đầu tiên ba mẹ con nở nụ cười rạng rỡ kể từ sau khi Vân Quang Long mất. Ái Vân nhắn nhủ các con: "Chúc con trai cưng của mẹ sinh nhật vui vẻ, học thật giỏi, luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Mẹ chỉ mong con lúc nào cũng tươi cười hồn nhiên mãi như thế này, yêu con." Ái Vân ly hôn Vân Quang Long từ 5 năm trước, nhận chăm sóc hai con. Ái Vân luôn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đơn thân. Nhờ có sự nghiệp ổn định với nghề bác sĩ nha khoa, khách hàng lại là nhiều người nghệ sĩ, người có địa vị nên cuộc sống của mẹ con Ái Vân cũng dư giả, thoải mái hơn. Hai con đầu của Vân Quang Long được học ở trường quốc tế, hưởng các dịch vụ đặc biệt, thường xuyên đi du lịch với mẹ ở khắp nơi. Về phía Linh Lan, cô vất vả hơn một chút khi nuôi con gái Helen. Vì còn nhỏ nên thi thoảng cô bé đau ốm, quấy khóc, chăm sóc con đã chiếm hết thời gian của vợ hai Vân Quang Long. Hiện tại, mẹ con Linh Lan đang sống tại căn nhà dưới quê ngoại Vĩnh Long. Phần lớn hoạt động của hai mẹ con gắn bó với vườn tược, chăn nuôi, rảnh rỗi lại đi chùa làm những việc thiện. Theo Linh Lan chia sẻ, khi chồng còn sống, cô đã học được nghề làm nail, thẩm mỹ nên dự định khi con đến tuổi đi gửi trẻ, cô sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi bé. Nhận được tiền hỗ trợ từ mọi người, vợ hai Vân Quang Long gửi tiết kiệm để đảm bảo tương lai cho bé Helen sau này. Dù phía trước còn nhiều khó khăn đối với vợ và các con của Vân Quang Long, nhưng hy vọng với tình yêu thương từ gia đình, anh chị em nghệ sĩ, bạn bè, tất cả sẽ kiên trì bước tiếp khi không còn cố ca sĩ bên cạnh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.